Xin chào các bạn đã quay trở lại với chương trình học Anh ngữ với chúng tôi, Study English with us. Hôm trước chúng ta học bài về gia đình nhỏ của tôi, My Little Family. Ngày hôm nay chúng ta học cũng về chủ đề gia đình nhưng mà là gia đình lớn của tôi, My Big Family. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Mình có một số từ mới như sau. Husband là chồng. Husband. Husband chồng cũ. Ex-husband Ex-husband Đây là chồng cũ của tôi. This is my ex-husband. This is my ex-husband. Vợ là wife, wife, wife. Vợ cũ, ex-wife, ex-wife. Cô ấy là vợ của tôi. She is my wife. She is my wife. con trai son son đó là con trai của chúng tôi that is our son that is our son con trai nuôi adoptive son adoptive son con gái, daughter daughter Đây là hai con gái của tôi. These are my two daughters These are my two daughters Ở đây chúng ta thấy vì là hai người con gái nên mình thêm chữ S ngoài sau chữ daughter. Và vì là hai người thay vì dùng là this is hoặc là that is, mình đổi lại là these are. These are dành cho từ hai người trở lên các bạn nhé. Con gái nuôi adoptive daughter. Adoptive daughter. Và nếu chúng ta nói nhiều con từ hai con trở lên mình dùng từ chung là con cái hoặc là các con children Children Chúng là con cái của tôi They are my children They are my children Còn nếu mà mình chỉ có một người con thôi hoặc là lúc đó ở đây chỉ có một đứa con đang đứng gần mình. Đây là con của tôi mà chỉ có một người. Mình thay vì mình sử dụng là they are mình đổi lại là this is. Đây là this is my child. This is my child. Lúc nãy chúng ta có chữ con gái là daughter. Như vậy bây giờ con gái riêng, con gái riêng của vợ hoặc là con gái riêng của chồng mình hoặc là có khi mình gọi là con ghẻ, mình dùng từ step daughter. Step daughter. Đó là con gái riêng của vợ tôi hoặc là đó là con riêng của chồng tôi. She is my step daughter. She is my stepdaughter. Chúng ta có từ father là cha, ba hoặc là bố. Mình có từ cha ghẻ hoặc là ba dưỡng là stepfather. Stepfather. Mẹ tôi đã tái hôn và ông ấy là ba dưỡng của tôi. My mom has remarried and he is my stepfather. My mom has remarried and he is my stepfather. Ba chồng hoặc là ba vợ Father in law. Father in law. Mình có từ mother là mẹ, má hoặc là u, mother. Thế bây giờ mẹ nuôi hoặc là má nuôi, adoptive mother. Adoptive mother. Bà ấy là mẹ nuôi của tôi. She is my adoptive mother. She is my adoptive mother. Mẹ gẻ hoặc là stepmother. Stepmother. Mẹ chồng la mẹ vợ, mother-in-law. Mother-in-law. Như vậy nếu mà mình nói riêng ba là father, mẹ là mother, nhưng mình có một từ chung là cha mẹ, bố mẹ thì mình có từ parents. Các bạn lưu ý ở từ này nếu mà parent không có chữ s ngoài sau là nói đến cha hoặc là mẹ. Còn nếu mà cả hai thì chúng ta thêm chữ s ngoài sau. parents. Parents. Họ là ba mẹ của tôi. They are My parents. They are my parents. Ba mẹ chồng hoặc là ba mẹ vợ. Parents-in-law. Parents-in-law. Father là cha, ba hoặc là bố. Như vậy mình nói đến ông nội hoặc là ông ngoại thì mình thêm chữ grand ngoài trước grandfather grandfather một cách gọi thân mật của chữ grandfather là grandpa grandpa là ông nội hoặc là ông ngoại grandpa grandpa còn lên một cái thế hệ trước đó nữa là ông cố ông cố nội hoặc là ông cố ngoại thì mình thêm chữ great ở ngoài trước Great grandfather. great grandfather. Còn nếu mà mình tăng thêm một thế hệ nữa thay vì là ông cố mình đổi lên thành là ông cốc hoặc là ở ngoài Bắc thì mình gọi là ông sơ thì chúng ta thêm một chữ great ở ngoài trước nữa. Cứ mỗi thế hệ lùi về trước mình thêm một chữ great. Great great grandfather. great great grandfather. Ngược lại mình có mother là mẹ thì bà nội hoặc là bà ngoại là grandmother. Grandmother. Như vậy bà cố nội hoặc là bà cố ngoại thì chúng ta thêm chữ gì? Chữ great ở ngoài trước các bạn nhé. Great grandmother great grandmother. Còn lên nữa là bà cốc nội hoặc là bà cốc ngoại hoặc là bà sơ. Thì chúng ta có thêm một chữ great nữa là great great grandmother. Great great grandmother. Ba mẹ gọi chung là parents. Như vậy, ông bà nội hoặc là ông bà ngoại là Grandparents. grandparents. Ông bà cố nội hoặc là ông bà cố ngoại là Great Grandparents. Great Grandparents. mình có từ son là con trai như vậy cháu nội trai hoặc là cháu ngoại trai là một thế hệ cách mình đúng không thì chúng ta thêm chữ grand Ransom. grandson từ cháu chúng ta thêm một thế hệ nữa gọi là chắc great grandson great grandson con gái là daughter như vậy cháu nội gái hoặc là cháu ngoại gái là granddaughter. Granddaughter. Chắc nội hoặc là chắc ngoại mà là con gái, chúng ta gọi là great granddaughter. Great granddaughter. Con cái gọi chung là children. Như vậy khi mình nói đến các cháu, có thể là cháu nội, cháu ngoại miễn là, là số nhiều từ hai đứa trở lên thì chúng ta gọi là grandchildren. Grandchildren. Ở đây có một từ chúng ta lưu ý là từ grand. Có một số người họ sẽ đọc là grand, có âm đi ở cuối cùng. Có một số người họ sẽ không đọc. Cho nên tùy các bạn mình thấy cái nào tiện cho mình thì mình đọc. Cái nào cũng đúng hết các bạn nhé. Ví dụ như từ grandchildren mình đọc là grand Children hoặc là grandchildren có đi hay là không có đi vẫn đúng. Mình có cháu gái. Ở đây đôi khi chúng ta nói tới cháu, mình sẽ có hai chữ cháu ở trong tiếng Việt. Một là cháu nội, cháu ngoại. Còn hai là cháu gọi mình là cô gì chú bác. Cho nên chữ niece này là cháu gọi là cô gì chú bác, không phải là cháu nội hoặc là cháu ngoại các bạn nha. Mình đọc là niece. Nhớ có chữ s ở cuối cùng. Mình thấy trong chữ viết không có chữ s nhưng mà có chữ ce ce chúng ta đọc là s ha niece niece tôi có nhiều cháu gái i have many nieces i have many nieces ngược lại với cháu gái là cháu trai nephew nephew các cháu của tôi dễ thương quá. My nephews are cute. My nephews are cute. Như vậy khi cháu, cháu của mình là nieces hoặc là nephews thì gọi mình là cô gì thím mợ. Ở trong tiếng Anh họ không phân biệt giữa cô gì thím mợ hoặc là bác gái, họ chỉ có một từ thôi, aunt aunt. Hoặc là gọi thân mật auntie. Auntie. Ở trong auntie mình có hai cách viết. Một cách là mình thêm chữ y dài. Một cách khác là có thể là y ngắn và chữ e đều giống nhau các bạn ha. Auntie. Như vậy, bà cô, bà dì, bà thím, bà mợ hoặc là bà trẻ. Great aunt. Great aunt chú, cậu hoặc là bác trai. Uncle. Uncle. Ông chú, ông cậu, ông dượng hoặc là ông trẻ. Great uncle. Great uncle. Đó là người chú đẹp trai của tôi. He is my handsome uncle. He is my handsome uncle. Như vậy mình có cô gì hoặc là chú thím, con của cô gì hoặc là chú thím là anh em họ hoặc là chị em họ của mình. Cousin. Cousin. Đây là các em họ của tôi. Các em ấy sinh đôi. These are my cousins. They are twins. These are my cousins. They are twins. Chúng ta thấy ở đây vì là hai đứa, cho nên chúng ta thêm chữ S ngoài sau chữ cousins. These are my cousins. Và chữ twin cũng vậy, vì là twins là sinh đôi, cho nên chúng ta thêm chữ S ngoài sau chữ twins ha. They are twins. Như vậy mình có twins là sinh đôi. Sinh đôi thì chúng ta có những người sinh đôi là cùng trứng cho nên sẽ giống y chang nhau. Và có những người sinh đôi không cùng trứng. Không cùng trứng nghĩa là sinh ở cùng một lúc nhưng mà có thể là con trai, con gái. Hoặc là hai nét mặt không giống nhau. Mình gọi là sinh đôi không cùng trứng. Như vậy sinh đôi cùng trứng hoặc là sinh đôi đồng trứng. Mình gọi là identical twins identical twins Trong bên này chúng ta thấy có hai bé này mặc hơi giống giống nhau, nhưng mà là một con trai một con gái, có nghĩa là sinh đôi không cùng trứng, mình gọi là fraternal twins. fraternal twins Sinh ba mình gọi là triplets. triplets chúng nó sinh ba, they are triplets. they are triplets. sinh bốn hoặc là sinh tư, quadruplets. quadruplets. mấy đứa sinh tư này là em họ của tôi, these quadruplets are my cousins. These quadruplets are my cousins. Như vậy mình có từ cousin là anh em họ hoặc là chị em họ. Nhưng mà chúng ta có một từ khác nữa gọi là double cousin. Chị Thị không biết ở trong tiếng Việt từ này mình gọi là như thế nào. Chắc là chúng ta vẫn chỉ gọi là anh em họ, chị em họ mà thôi. Nhưng mà khi mình nghe nó từ double, double nghĩa là gấp đôi hoặc là kép. Double cousin thì chúng ta hiểu là ví dụ như ở đây là hai anh em ruột, hai anh em ruột kết hôn với lại hai chị em ruột, sau đó con của họ sinh ra thì con của cặp này sẽ là double cousin của cặp kia. Cousin là một chị anh em họ nhưng mà ở đây vì là anh em ruột đám cưới chung với chị em ruột trên con của họ là gọi là double cousins, double cousins. double cousins. Con trai là son, vậy con rể, son in law. Son in law. Chữ in là ở trong, lo là luật pháp. Mình có đứa con này qua luật pháp, chúng ta gọi là con rể, son in law. Anh rể hoặc là em rể, brother in law. Brother-in-law Anh hoặc là em cùng cha khác mẹ hoặc là cùng mẹ khác cha. Half-brother Half-brother Chỉ half có nghĩa là một nửa. Người đó trở nên anh em với mình nhưng mà chỉ là một nửa thôi tại vì chỉ có cùng một cha hoặc là cùng một mẹ chứ không phải cùng chung cha mẹ. Con dâu Daughter-in-law daughter-in-law chị dâu hoặc là em dâu sister-in-law sister-in-law chị em cùng cha khác mẹ hoặc là cùng mẹ khác cha half-sister half-sister ba con họ hàng thân thuộc của mình là relatives Relatives. Tôi có một gia đình lớn. I have a big family. I have a big family. Tôi có tám anh chị em. I have eight siblings. I have. 8 siblings. Tôi thích thăm viếng tất cả họ hàng vào dịp Tết, nguyên I like to visit all my relatives during the Lunar New Year. I like to visit all my relatives. During the Lunar New Year, I like to visit all my relatives during the Lunar New Year. Bạn có một gia đình lớn hoặc là bạn có một gia đình đông người hay không? Do you have a big family? Do you have a big family? TK và anh cảm ơn các bạn đã học chung với anh Frank và TK. Chúc các bạn học thật là tốt. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye. Bye bye.